Hoan hỉ đón chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lập Tài. Quý vị thân mến, tử vi năm 2020 của tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 dự đoán những người sinh năm Quý Tỵ trong năm nay thì tâm trạng trầm ngâm có thể dẫn đến mất ngủ. Đừng bao giờ quá nôn nóng với kế hoạch của bạn, hãy làm mọi thứ từng bước một, tài lộc đang trên đường đến với bạn. Sẽ có những dịp hạnh phúc mang lại tài lộc bất ngờ cho bạn. Sức khỏe, cố gắng, tránh hút thuốc và uống rượu vì nó có thể gây hại cho bạn nhiều hơn trong năm nay. Áp dụng một chế độ sức khỏe tốt. Tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953, nạp âm ngũ hành là trường lưu thủy, đa phần là người thông minh, lanh lợi, cả đời vẫn thế, lên xuống khá nhiều nhưng về già vinh hoa. Năm Canh Tý nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, thủy thổ tương khắc. Trong năm nay, mệnh chủ cần phải chú ý nhiều về các bệnh liên quan tới thận, cần phải cẩn thận tránh những tai nạn liên quan tới xương cốt. Một mặt, năm nay cần phải đặc biệt chú ý tới sức khỏe của bản thân, đó là an toàn giao thông đi lại. Mặt khác, năm nay nếu như phải xử lý công việc có thể tiếp thu ý kiến của người nhà hoặc người có chuyên môn, đừng tránh bệ mắc lửa, đừng quá lo lắng, hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu luôn mang bên mình để hóa giải. Quý âm thủy gặp canh dương kim là chính ấn. Trong năm 2020 này, các gia chủ tuổi Quý Tỵ cần phải chú ý nhiều hơn về vấn đề tâm tính của mình. Quý Tỵ sinh năm 1953 không còn quan tâm nhiều tới tài lộc và sự nghiệp. Tuy nhiên thì trong cuộc sống cần có những lúc đưa ra những lời khuyên cho con đường sự nghiệp của con cháu. Quý Tỵ 1953 hãy có những cảm xúc lời nói giúp cho các thành viên trong gia đình có thêm động lực phát triển. Thiên ấp quý nhân thái cực thiên lộc là các cát thần sẽ chiếu mệnh trong năm nay. Thiên ấp quý nhân thì phù trợ, đây là cát tinh vô cùng tốt. Cát tinh này chủ về thông minh trí tuệ, gặp hung hóa cát, vượng chủ phú quý. Tổng quan về vận hạn của tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953, năm Canh Tý 2020. Quý Tỵ sinh năm 1953, nam mạng là 68 tuổi, bị sao Thái Dương chiếu mạng, hạn thiên la và vận niên thổ lộng nguyệt. Sao Thái Dương đem lại sự tốt lành phát triển về công danh, an khang thịnh vượng, nhiều tin vui. Nếu đi làm ăn xa thì sẽ phát tài phát lộc lên cao, vạn sự hòa hợp, tài lộc cho nam, còn nữ thì lại hay bị ốm đau, thường gặp tai ách, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Hạn thiên la chủ về sức khỏe, tâm lý. Người gặp hạn thiên la thì cần phải đề phòng cảnh vợ chồng cãi nhau, ghen tuông vô cớ, khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn, dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách, ly thân, ly dị. Thế nên cả hai cần phải nhẫn nhịn thấu hiểu nhau, như vậy mới có được hạnh phúc. Thố lộng nguyệt là thỏ vờn trăng, báo hiệu một năm đầy vui vẻ hạnh phúc, công danh thành đạt, tiền bạc dồi dào. Nhiều công việc trước đây bị bế tắc đến nay tự nhiên gặp may mắn giải quyết được nhanh chóng và suôn sẻ. Thi cử dễ đoạt được khoa bảng, xin việc hoặc thay đổi công tác được nhận vào chỗ tốt, đang thiếu người. Gặp được bạn tốt có tin vui trong gia đình, tiêu pha tốn kém nhiều, cho vay mượn thì khó đòi. Hạn chế đến nơi tiệc tùng ăn uống. Tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953, nữ mạng trong năm 2020 là 68 tuổi, bị sao Thổ Tú chiếu mạng, hạn Diêm Vương và vận niên Thố Lộng Nguyệt. Sao Thổ Tú có ngũ hành thuộc thổ, xét trên mọi phương diện thì đều xấu. Người bị sao Thổ Tú chiếu mạng cần phải đề phòng kiêng kỵ vào tháng 1 và tháng 8 âm lịch. Cả nam và nữ đều không tránh khỏi những ưu phiền, ngủ không ngon giấc hay mơ chuyện gở. Kinh doanh buôn bán không phát triển, ngoài ra cần phải hết sức đề phòng những kẻ tiểu nhân ám hại, gia đạo có nhiều điều buồn phiền, bất an. Hạn Diêm Vương bất lợi lớn đối với phái nữ, đặc biệt những người mang bầu sinh em bé thì hạn sức khỏe tài sản thường bị đe dọa nghiêm trọng, tình hình nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Người đau ốm nếu không chữa trị hoặc là chữa trị không đến nơi đến chốn, lâu ngày cũng khó mà qua khỏi. Tuy nhiên đây là một năm tuyệt vời với mọi người. Nếu không mắc phải bệnh tật hoặc là được chữa trị tốt thì năm nay là năm ăn nên làm ra, phát tài phát lộc, gia đình luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự phát tài. Thố lộng nguyệt là thỏ vờn trăng, báo hiệu một năm đầy vui vẻ, hạnh phúc, công danh thành đạt, tiền bạc dồi dào. Nhiều công việc trước đây bị bế tắc đến nay tự nhiên gặp may mắn, giải quyết được nhanh chóng và suôn sẻ. Thi cử dễ đoạt được khoa bảng, xin việc hoặc là thay đổi công tác, nhận vào chỗ tốt đang thiếu người, gặp được bạn tốt thì có tin vui trong gia đình, tiêu pha tốn kém nhiều, cho vay mượn khó đòi, hạn chế đến nơi tiệc tùng ăn uống.
Phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Tý Tỵ sinh năm 1953. Phương án thứ nhất đó là chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Yếu tố quan trọng nhất trong việc chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng để khai sơn lập hướng mới cần phải xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoàng ốc, tam tai và có hợp với trạch đất của nhà mình hay không. Xét đến kim lâu năm 2020 canh tí gia chủ 68 tuổi, theo cách tính kim lâu từ trước tới nay, trong năm này, mệnh chủ sẽ không phạm phải kim lâu. Năm 2020 canh tí, gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 là 68 tuổi nên không phạm phải hoàng ốc. Còn xét đến tam tai, nam mệnh Quý Tỵ 1953 cần tránh các năm tam tai Hợi, Tý, Sửu. Năm 2020, theo cách tính tam tai thì gia chủ sẽ phạm phải tuổi Đại Kỵ tam tai. Vậy nên, nếu xây dựng mới, gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 nam mệnh sẽ không thể đứng ra tự động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu muốn bổ sơn vượng hướng để tiến hành xây dựng mới, mệnh chủ cần phải tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Tiếp theo thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về cát hung vận khí từng hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953. Với nam mạng Quý Tỵ sinh năm 1953 sẽ thuộc cung Khôn Thổ, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt đó là Tây Nam Phục Vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên, Đông Bắc Xưng Khí. Ngoài ra cần phải tránh bốn hướng xấu thuộc Đông Tứ Mệnh, đó là Đông Hỏa Hại, Bắc Tuyệt Mệnh, Nam Lục Giáp, Đông Nam Ngũ Quỷ. Với nữ mạng Quý Tỵ 1953 sẽ là cung Tốn, xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt của Đông Tứ Trạch, đó là hướng Đông Nam Phục Vị, Nam Thiên Y, Đông Diên Niên, Bắc Sinh Khí. Ngoài ra cần phải tránh bốn hướng xấu của Tây Tứ Trạch, đó là Tây Bắc Hỏa Hại, Đông Bắc Tuyệt Mệnh, Tây Lục Sát, Tây Nam Ngũ Quỷ. Mệnh chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 cần phải chú ý chọn cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận lợi, viên mãn. Phương án tiếp theo, tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng và công ty. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, mậu hợp với quý hóa hỏa thủy vào những tháng 1, 2, 3, tháng 4, tháng 4 nhuận, tháng 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 âm lịch. Vậy nên, nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là mậu, có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi mậu như mậu tuất 1958, mậu thân 1968, mậu ngọ 1978, mậu thìn 1988 và mậu dần 1998. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc, tỵ dậu sửu hóa kim vào các tháng tỵ, ngọ, mùi, tý, sửu, tức là các tháng 4, tháng 4 nhuận, tháng 5, 10, 11 âm lịch. Nếu mệnh chủ tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này thì cần phải chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành vào những tháng này thì rất hanh thông, thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi mà chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là kết hợp với các mệnh chủ tuổi Sửu sẽ chọn ngày hoặc giờ là Dậu, và ngược lại nếu mệnh chủ tiến hành làm ăn với những mệnh chủ tuổi Dậu sẽ chọn ngày giờ là Sửu. Tuổi Thiên Lộc. Tuổi Thiên Lộc mang lại tài lộc, may mắn về mặt tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi Thiên Lộc của Quý Tỵ sinh năm 1953 sẽ là Tý, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Giáp Tý 1984, Bính Tý 1996, Canh Tý 1960, Mậu Tý 2008 và Nhâm Tý là 1972. Do tỵ hợi là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh cần phải chú ý, hạn chế hết sức có thể việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi hợi. Nếu tiến hành cần phải có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra tỵ thân thuộc bộ lục hợp nên việc chọn lựa tuổi cho những mệnh chủ tuổi thân trong trường hợp này sẽ rất cát lợi. Tuổi âm quý nhân là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm quý nhân của Quý Tỵ 1953 là Mão, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Quý Mão 1963, Ất Mão 1975, Kỷ Mão 1999, Quý Mão 1963, Tân Mão 1951 hoặc 2011, Đinh Mão 1987. Tuổi Dương quý nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh, chồng con. Dương quý nhân của Quý Tỵ sinh năm 1953 là Tỵ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Ất Tỵ 1965, Tân Tỵ 2001, Đinh Tỵ 1977, Kỷ Tỵ 1989, Quý Tỵ 1953.
Do Tị Hợi là chính xung trong bộ tứ hành xung nên mệnh chủ cần phải chú ý hạn chế sử dụng những tuổi này. Nếu vào trường hợp các tuổi đẹp khác không thể chọn được thì mới bắt buộc chọn theo cách này. Vị trí cung tài lộc và cung quý nhân trong trạch đất: Tý tại phương vị Bắc 7,5 độ, Tị tại phương vị Đông Nam 157,5 độ, Mão tại phương vị Đông 97,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần phải chú ý luôn luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa hợp âm dương, thiên địa nhân hợp nhất để bày trí, an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng nhà mình. Kích hoạt tài lộc năm 2020. Theo sơ đồ cửu tinh, các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao Nhất Bạch, Bát Bạch và Cửu Tử lần lượt là phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra, đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần phải chú ý do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên các vị trí này không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Tuổi Thiên Mã. Mã liên quan đến phần động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Quý Tỵ sinh năm 1953 sẽ là Hợi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Đinh Hợi 2007, Tân Hợi 1971, Kỷ Hợi 1959, Ất Hợi 1995, Quý Hợi 1983. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ sẽ cần phải chú ý nhiều hơn, đó là bàn thờ thần tài. Tại phương vị quý nhân của mình, gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc tốt, chắc chắn phải có hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn sẽ như bông hoa, sáng nở tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian xanh như cây kim ngân. Theo quan điểm của người Đông Phương thì cây kim ngân là loại cây thu hút tiền tài bởi kim ngân có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của loài cây này là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng, thích hợp trồng trong đất, cả về thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau, nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây vàng niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa trong phong thủy mang đến may mắn, sức khỏe và sự vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu vàng đẹp mắt, vì vậy đây là loại cây phong thủy hợp với những người tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953. Cây ngọc tân trong phong thủy còn có ý nghĩa về tiền bạc, mang đến may mắn, nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân thì có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng xen lẫn nhau hài hòa, tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Ngọc ngân còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại, đem đến không gian trong lành. Ngoài ra, đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc, vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy mà người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được nhiều may mắn, thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng cần phải đầy đủ và trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trong video hướng dẫn chi tiết trên kênh. Thường thì việc đặt ban thờ thần tài, các gia chủ cần cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình. Nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí cần phải tuân theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được xung sát trong nhà. Kết sắt. Đây là vật phẩm giúp cho gia chủ thu giữ, tích trữ, trấn giữ tài lộc cho mình. Thường thì cần đặt để vào các vị trí kín ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt để lý tưởng nhất thường là đặt vào phương vị tài lộc của mệnh chủ. Và cuối cùng là việc lựa chọn màu sắc quần áo và màu sắc xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an, may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phong thủy phân tích, đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng các mệnh chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn.
Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc thắc mắc của mình ở phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.